Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Hiện tại bây giờ thì mọi người có thể thấy mình đang có 3 ngoại binh từ sớm rồi. Thì tiếp tục sẽ là một cái series chuỗi thua ngoại binh mọi người nhé. Về cái chuỗi thua ngoại binh thì là một cái thứ mà mình rất là gọi là phải gọi là rất là nghiện mọi người ạ. Chơi rất là cuốn nha. Thì cách để chuỗi thua ngoại binh thì cũng chỉ đơn giản thôi. Đó là anh em chỉ cần gọi là AFK thôi là lên đỉnh rồi. Hiện tại thì mình đang gọi là cho ta thời tiết lạnh quá, mình hơi run. Anh em xem video thì ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video. Nó sẽ là động lực cực kỳ to lớn để mình có thể ra những sản phẩm video chất lượng hơn cho anh em theo dõi nhé. Và anh em có ý tưởng gì comment ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em. Bây giờ nếu như mình chơi liều á, mình mà ron để kiếm con Miss Fortune thì cũng hay mọi người á. Mình chơi liều mình ron kiếm con Miss Fortune thì cũng khá là ổn. Nhưng mà thôi, mình sẽ game chơi kiểu từ từ mọi người ạ. Mình sẽ chơi kiểu từ từ chậm rãi đi, không nên vội mà đúng không? Vội quá gọi là dục tốc bất đạt mà. Lỡ bây giờ mà Ron thà là nó ra thì mình sẽ có 5 ngoại binh, nhưng mà không ra thì mình sẽ toang ngay từ level đầu tiên á. Ông này Miss Fortune 2 quyền trượng này, ông này đế chế này, ông anh em rất là khỏe rồi. Chitana, Caitlyn, Zilean, Ezreal, Caitlyn. Mình thì sử dụng con Bobby thôi cho nó an toàn. Bởi vì đôi khi mình cứ sợ thua quá. Đôi khi mình cứ sợ thua quá mình cứ cho một vị tướng vào là mình toang ngay ấy mọi người. Thì bây giờ chắc mình phải cho thêm một chút đội hình vào rồi. Bởi vì thực sự nếu mà thua bãi người đá thì anh em sẽ bị mất niềm tin đấy mọi người. Sẽ rất là buồn. Kiểu hết hứng để chơi điện tử luôn ấy. Ok, mình sẽ để qua đây đi. Sako là đủ rồi. Sako với cả con Yali hay sao là đủ để có thể clear một cái map này rồi. Không biết anh em đã từng thua bãi này chưa, nhưng mình thua mấy lần rồi đấy. Mình cũng kiểu tiếc tiền á, tiếc một chút tiền ở đó rồi xong không ron rồi cuối cùng là toang luôn. Nên game là mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình sẽ không làm như thế nữa, đúng không? Ok, Warwick. Bây giờ thì mình đang có thiếu con Miss Fortune, mình sẽ ron kiếm Miss Fortune mọi người nhá. Ok, Miss Fortune đây. Rồi ok, cho Miss Fortune vào.
check map một chút này. Ông này chơi gì đây? 3.1, 3 ngoại binh tái chế. Ông này đang chơi chiến thuật ngoại binh rồi. Nói chung là khi mình chơi chiến thuật ngoại binh mà gặp những người anh em mà cũng chơi chiến thuật ngoại binh với mình ấy thì cũng khá là mệt. Bởi vì mình phải có một sự cạnh tranh nhất định. Găng bật lăng này, gặp luôn em ơi. Ok, 5 ngoại binh rồi. Bây giờ thì mình sẽ có chơi thua 5 ngoại binh mọi người nhé. Đủ, giết một mạng nó giết một mạng thôi. Đủ, không giết nổi mạng nào luôn. Có biết Fortune này khỏe thế. Úi sổ ơi, 47 tiết. Căng dưới đàn anh em ạ. Gặp ngay quả top khỏe kinh khủng. Ây da, nhỏ như con võ, ngon đấy. Mới có nhỏ như con võ rồi. Bây giờ để xem, mình check map xem nha. Ông này đang có như này, ông này thì hơi yếu này. Ông này hơi yếu anh em ạ. Để xem này có nâng cấp hình không, nhưng hơi yếu nha. Level 6 đấy bạn. Ông này thì khỏe rồi. Dốc đồ, ôi. Cho Mid Fortune ra để à? May sao mình vừa gặp xong. Đã lên 6 rồi, 5 nhà phát minh rồi. 5 nhà phát minh đang ron. Cho thêm một con nữa vào. Mình lên găng bật lăng 2 sao. Ok, như này là ổn nữa ha. Ezreal cầm sâu zin mà mọi người. Ezreal cầm sâu zin buộc kiếm bắn khá là gắt. Cộng nhưng mà con gấu máy này cũng khá ổn. Chắc là mình sẽ thua thôi. Mình đã có một sẻng vàng trong rương rồi. À đủ, gặp ông này à. Ông này đang có gì đây? Mundo. Ôi sổ, không giết được ai luôn à. Khỏe thế. Chết rồi, không ổn, không ổn một chút nào cả. Mình có một cái nhỏ nhưng có võ nhưng mà nó quá muộn rồi. Nó có muộn quá mọi người ạ. Có sớm một chút thì ngọt ngọt nước rồi mà nó muộn quá. Thế gặp này thì ngon rồi không gặp. Lạnh quá anh em ơi, trời lạnh quá. Gặp hai ông đấm một phát gọi là toan nát đi hát luôn. Ba mươi sáu máu. Xe ra phim rồi, khỏe đấy. Sáu nhà phát minh. Lạnh quá anh em ơi, trời tôi lạnh quá. Trời thiết thật là lạnh lẽo. Bốn pháp sư dốc đồ. Gặp ai đây? Gặp đột biến mọi người ạ. Gặp đột biến nhá. Cóc mo cầm một cái cung xanh. Ui dồi ôi, con Mifo, con Kasadin này không giết nổi nó luôn à. Không giết nổi con Kasadin luôn anh em ơi. Máu trâu quá.
24 máu, 9 trận rồi. Chắc là game này mình sẽ thua được tầm 11 trận mọi người ạ. 11 trận hoặc 12 trận gì đó thôi. Hai xuất sắc mặt thuật, hai tướng, một tướng 4 vàng 2 sao thêm một rương của bạn cũng khá ổn để comeback đấy. Nhưng mà quan trọng có đồ hũ không thôi. Game này nhìn sơ qua là cái này khó đồ hũ rồi, bởi vì anh em để thấy là cái trang bị của mình nó không được đẹp á. Nên rất là khó đồ hũ trong trận đấu này. Swain, Kasadin, Pháp Sư, 4 Pháp Sư, 3 tốc độ. Chắc bây giờ xẹp ông đế chế thách đấu thôi. Đế chế thách đấu này. Đúng rồi, sang sáng gặp sẽ đế chế thách đấu rồi. Phát đù. Độc đắc. Một mạng rồi. 14 máu, 10 trận. Round sau mình sẽ 16 tiết. 16 tiết, à 18 tiết chứ. Round này được 16 này, round đánh quái được thêm là 2 máu nữa là 18 tiết mọi người. Hơi khó nổ hũ trong game này, đồ không được đẹp. Một cốc sức mạnh, một cờ lệnh Eke và 10 vàng thêm một rượu của bạn. Ok, cứ thêm càng nhiều càng tốt nha. Mới có 10 trận thôi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bu cho đội hình luôn mọi người nhá. Nổ được, nổ được thì nổ, không nổ thì thôi. Sẻng vàng này. Mình đang có 2 sẻng vàng và trong sẻng vàng rương đến là 3 sẻng vàng rồi. Ô, thiếu con đấu sĩ nào ta? Thiếu một con đấu sĩ à? À, cả ông này chắc là mình sẽ cho con nổ hũ quả này rồi, nó phải nổ hũ chắc rồi. Ông này thì đang chơi chuỗi thu nghệ binh à? Rồi ok, bây giờ mình sẽ bán tướng đi mọi người nhá. Đỡ chặt slot bởi vì nó tướng nó thêm nhiều vào rương á. Mình có thêm một cái sảnh vàng nữa để xem nào. Game này sẽ có nhiều slot hay không. Một phương vị chiến thuật rồi. Một game tầm khoảng 3 phương vị chiến thuật là đẹp rồi. Là mình sẽ được khoảng tầm 11 slot. Nếu mà có thêm đây một cái lõi là lên level 10 nữa là mình sẽ có tổng cộng là chính là 13 slot mọi người. Ok, 18 máu ra sau 20 máu này. Comeback được rồi. Nhập từ từ nhá. Nhiều tướng quá. Bây giờ trang bị à? Cuồng đao, Zeke, ôi trời ơi, lắp nhầm mọi người ạ. Lắp nhầm cái Zeke kia rồi. Tướng 4 vàng 2 sao của mình nó bị bay mất rồi, bay màu rồi. Do nhiều slot quá. Mình nhặt không kịp á, nó toàn ra tướng thôi chứ ra đồ là ngon rồi. Ôi, hai Neko mọi người ơi. Ngon chưa? Hai Neko lên rồi. Rồi ok, hai Neko này, hai Neko chén sức mạnh. Ơi, Orion này 2 sao này. Oriana 2 sao thì mình không cần cho lắm. Mình sẽ lắp một cái này đi. Hy vọng sau đó chợ sẽ có sảnh vàng nha mọi người, để mình có thêm một slot nữa. Dùng tất cả mọi thứ để comeback. Hai Neko cộng với cả hai cái trang bị xuất sắc ma thuật mọi người ạ. Khá là ngọt nước.
Bây giờ mình sẽ up level 9 nhá. Dành tất cả thanh xuân ở level 9. La 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 la. Sẻng. Không có sẻng các cụ ơi. Ok, không có sẻng thì chịu rồi. Chỉ giờ chỉ đợi ngoại binh ra sẻng thôi. Giờ chuyển đổi ra sẻng nè mọi người ơi. Ra sẻng mình thêm 2 slot nữa. Và cái lõi công nghệ này không biết là lõi gì đây. Đây C này. Giờ thì mình sẽ tập trung up level 9 nha. Bây giờ có Zin X rồi, nhưng mà chưa cho vào được. Nó hơi full slot đó mọi người. Đúng rồi, chết cóc mò, chết cóc mò, chết cóc mò đi. Cóc mò, cóc mò. Ok, cóc mò chết rồi. Cóc mò với chúng tôi này. Đủ. Một trang bị gì đó đi. Bully. Thanh kiếm Mazen. Ngon. Trang bị này phải nói là ngon mọi người nhá. Cho mít Fortune cầm tạm đi. Một găng đạo tạc. Ngọt nước luôn. Ngón có mọi người, ngón lành của con. Một món trang bị mà mình cực kỳ thích. Nhưng mà game này hơi đen là mình không chơi về con giúp đồ thôi. Mình mà chơi con Vega thì lại một cái điều khác rồi. Nếu mà cái này mình chơi Vega ấy, thì mình đã sẽ có một cái trận đấu liên quan đến kiểu là con Vega 3 sao cầm cái trang bị thanh kiếm Mazen. Thì đúng là đỉnh của đỉnh luôn mọi người ạ. Gặp nhà phát minh rồi. Con này đã có 7 nhà phát minh đang cầm dây si luôn. Cái trang bị này cho Victor đẹp mọi người nhá. Cho Victor là quá đẹp luôn. Mình lên 26 máu rồi. Cái lõi công nghệ nhỏ như võ là lõi xịn nhất mình từng chơi đấy. Để xem này có gì đây. Ui, chiến lợi phẩm này. Ông này đánh đấu sĩ này. Ông này thì có xúc sắc ma thuật này. Ông này thì thuật sư này. Ông này thì một slot này. Ông này cũng một slot luôn. Nếu như mà cái lò đèn của On ấy mà nó ra một cái trang bị như kiểu là một cái bài bác hải tặc thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Cái trận này sẽ hấp dẫn rất là nhiều mọi người ạ. À có Vi, lấy Vi nhá mọi người. Thay Vi với con Mundo để kích hoạt hệ chị em. Cộng cảnh binh này. Cung gỗ. Diệt khổng lồ ngon quá, đồ cho Zin X quá đẹp luôn. Diệt khổng lồ cho Zin X này. Ui, đồ perfect vậy. Một quyền năng nữa. Nhưng mà để xem mình sẽ làm gì 3 sao. Mình sẽ làm Victor 3 sao nhá. Ui, áo choàng tính lặng này. Lắc đồ đẹp thế. Lắc đồ xịn sò con bò luôn. Win được không?
Hay quá, Zinix còn sống. Nguyên rồi. Cái này mình sẽ quán là kiếm Victor 3 sao rồi nhá. Kết hợp với trang bị huyền thoại là thánh kiếm Mazen cộng với cả là Sojin bộ xanh nữa. Là Victor sẽ skill liên tục luôn. Ô, mình cầm hóa kỹ rồi. Kể cả mình cho Kai'Sa cũng được không ạ? Cho Kai'Sa cái này cũng được. Nó sẽ lướt liên tục nữa. Akali, đúng rồi. Cho Akali đồ này cũng đẹp mọi người ạ. Nó sẽ nhảy, nó sẽ skill liên tục, lướt luôn nữa. Khá là hay. Có quá nhiều cái trang bị đẹp trong trận đấu này. Game này thì anh em thấy mình có 2 xúc sắc và 2 Nico cơ mà. Nên là để kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao thì cũng sẽ là một điều cũng khá là easy thôi. À, sát thủ à, chết rồi. Đủ Talon sát thủ Samira 3 sao. Ông mà chơi 2 con Talon một lúc luôn. Samira đế chế sát thủ mọi người ạ. Ông mày có chiến lợi phẩm nữa. May mình sao có áo tròng lửa. Không áo tròng lửa. Ui, cái gì vậy? Cái đéo gì vậy anh em? Ui. Oh my god. 4600 máu mọi người ạ. What the fuck, sao nó nhiều máu vậy? Vãi rồi ạ. Quá chịu luôn anh em ơi, chịu luôn ấy. 2000 máu nó có cái gì ta, đế chế à? Nó chỉ gây sát thương thôi mà sao lại máu nhiều vậy? À, bởi tôi dâng hiến mọi người ạ. Ôi, à cái nội tại định xịn sò con bò quá. Khó ghê mọi người, bây giờ nó hơi khó chơi này. Hơi khó chơi anh em ạ. Victor, Kai'Sa, Ugot. Bây giờ mình lên được Zeke 2 sao, Meta win được ông kia. Hoặc là 3 sao thôi mọi người ạ. Khó lắm, ông sụt bây giờ là bất quái vật trong game này rồi. Quái vật thực sự luôn ấy, với con Samira đồ thế này. Game nãy mình có áo trong lửa mà không làm gì được nó luôn mà. Sao rồi chắc, nếu mà lên được Victor 3 sao thì ngon. Victor đi. Kai'Sa nhà phát minh. Sojin. Ông này nó hóa kỹ level mấy rồi ta? Ông Duck Grind level mấy? Duck Grind rồi, level 7 à. Ông này đông này đang chơi, cũng đang chơi pháp sư này. Ông HG đang chơi pháp sư mọi người ạ. HG này đang có level mấy? Level 8 à. Mình chỉ sợ ông HG này cầm Victor nhiều á, mình cũng khó ra được. Tuy rằng có 2 Nico nhưng mà cũng khó. Victor mọi người, Victor 2 sao rồi. Victor 1 sao rồi. Một con Victor nữa, Bly. Jayce ra nhiều vậy. Jayce ra hơi nhiều nha. Ui, lắc. Chưa rồi, con lắc nó để ở góc này thì chịu rồi. Ông này cố tình chơi mình rồi mọi người ạ. Cố tình me mình rồi. Hay quá, win rồi. Lại lên 31 máu mọi người nhá. Cố gắng Victor 3 sao cầm cái trang bị thành kiếm Mazen nào. Skill liên tục nữa nào. Kata 3 luôn đấy chứ. Sven chuẩn bị 3 sao này. Talon chuẩn bị 3 luôn. Mạnh lắm. Theo mọi người mình có nên dùng cái xúc sắc ma thuật không? Đủ mà. À đây rồi, 2 con Victor luôn. Bây giờ mình cần thêm mấy con nữa nhở? Cần thêm 3 con Victor đúng không ạ? 3 con Victor lên 3 sao nha. Đây con Nico, 4 vàng thêm một rương của bạn nè.
Ui, lại gặp top 1 rồi. Gặp miết luôn vậy. Galio sát thủ luôn. Bây giờ trừ khi có cá chê nó nuốt được con. Đấy rồi, ấy, cá chê nuốt Samira thôi mọi người ạ. Đấy. Zone, đúng rồi, nó phát hay quá. Cá chê ơi. Ngăn hồi máu. Hay quá mọi người, win rồi. May sao có con cá chê ấy, mọi người, nó nuốt lại á. Không có cá chê là mình thua rồi. Top 1, top 2, có Victor chưa? Chưa có Victor. Gen X. Bây giờ chắc mình sẽ gặp ông thuật sư, nãy giờ chưa gặp thuật sư rồi, chắc giờ sẽ gặp. Top 1 được đồ gì đây? Đủ, đồ này cũng đẹp phết ha. Mình cần thêm ban Victor nữa. Ngoại binh nó vẫn chưa cho mình Neko. Đồ này mình sẽ cho ra con rắc luôn mọi người nhá. Nó nghĩ sao nó cho mình hai cái áo trong lửa nữa chứ, ảo thật. Bây giờ mình sẽ tích vàng nha, mình không ron nữa. Mình sẽ tích vàng để kiếm Victor. Ông này chuẩn bị lắc 3 sao rồi. À, lắc còn 2 nữa lên 3 sao mọi người ạ. Game này toàn quái vật thôi. Gặp chắc gặp ông thuật sư mọi người ạ. Gặp thuật sư rồi. Gen X. Hóa kỹ. Cóc mò. Bây giờ lên được con Victor 3 sao cũng đuối lắm mọi người ạ. Đuối lắm đấy này. Không phải đơn giản đâu. Victor. Ôi ok. Hai con nữa phải nhau, hai Victor nữa. Hai Victor nữa, bli ra đi. Một con Victor nữa mọi người, một Victor nữa. Một bé Victor nữa thôi. Ok mọi người, Victor 3 sao. Perfect. Victor 3 sao nha mọi người. Ui sổ skill kìa mọi người, đẹp quá. Ok, Victor 3 sao, cầm một cái combo thành kiếm Mazen. Skill đỉnh cao luôn anh em ơi. Bây giờ thì chắc chắn là top 1 trong tay mình rồi. À cũng chưa chắc được. Chưa biết được mọi người ơi, hơi căng. Mình sẽ bỏ ngoại binh ra mọi người nhá. Mình sẽ bỏ ngoại binh ra và bây giờ mình sẽ thêm. Hay là mình sẽ chơi ngoại binh luôn nhỉ. Khóa đi. Victor 3 sao. Bây giờ cho nó thêm một cái trang bị kiếm súng hay một căng vỏ thạch cũng là đẹp. Một cái gì khổng lồ đi. Giờ top 1 gặp tôi đi anh ơi. Gặp tôi đi ông top 1 ơi. Tôi cho biết thế nào gọi là sức mạnh của quái vật luôn. Ban và đun một người này. Ok Victor, hãy làm những gì bạn làm được đi. Kẻ. Xong lại kẻ tiếp mọi người. Ui chưa kịp round 2 luôn. Một cái Sojin nữa mọi người, một cái Sojin nữa. Hay mình sẽ kích hoạt luôn 8 pháp sư nhở, để mình sẽ run xem có pháp sư không. Mình sẽ kiếm 8 pháp sư cho luôn mình luôn nhá. Và cho thần 3 thần tượng vào. Game này Victor của mình lên khá là sớm nhá mọi người, từ 6.2 lên Victor 3 sao rồi. 6.1 chứ, 6.1 Victor 3 sao luôn rồi. Game khá là nhân phẩm. Phải gọi là may mắn đó mọi người, không may mắn là mình toang rồi. Có Victor luôn này. Thừa một con Victor. Ông pháp sư chắc lấy Victor đúng không? Hơi tiếc ra này không có gậy quá khổ mà, có gậy quá khổ thì mình sẽ
lắp một cái trang bị, đó chính là một cái ấn pháp sư á, mà không có. Ngọt nước luôn. Victor đồ, cái trang bị này là mình tìm kiếm bấy nhiêu lâu rồi đấy, bây giờ mới gặp. Hên thật sự. Bây giờ chỉ đợi cá chê nhả ra một cái trang bị nước mắt thôi. Đồ đi, đồ xịn quá. Để xem có ai có Split Rank không. Kataba lắc 3 sao rồi, mọi người lắc 3 sao nhá. Nguy hiểm này. Lắc 3 sao rồi. Đây, lắc 3 sao. Nhưng mà gặp mình thì cũng hơi đuối đây. Victor. What the fuck. Ui may sao. Ui Victor 3 sao. Con lắc 3 sao cháy vãi trưởng anh em ạ. Cháy kinh khủng. Ui cháy lắm anh em ơi. Hóa kỹ đi. Bây giờ kiếm 9 hoa kỹ cũng đuối lắm đấy này người ạ. Kiếm mấy con tướng như kiểu cóc mo hay là mấy con tướng kia cũng hơi vã đây. Càng lắc bá thật. Mà nó lúc đấy rao nãy nó trưởng một góc đẹp đẹp vô bến luôn đấy chứ. Victor. U sẹt. Ui đẹp vãi nhưng mà vẫn thua lắc 3 sao em nhá. Lắc 3 sao vẫn là một cái gió quá tởm. Nhiều đồ quá. Chơi ngoại binh từ sớm nên là nhiều đồ kinh khủng. Bây giờ mình sẽ bỏ ngoại binh ra nha mọi anh em. Bây giờ ngoại binh là đối với mình là không cần nữa rồi. Một trang bị random cho con Lissandra. 5 hoa kỹ rồi, bây giờ mình thiếu đó chính là con tờ Wick, Warwick thôi. Mundo. Mundo đây rồi. Mình sẽ kết hoạt 9 hoa kỹ mọi anh em ạ. Rồi. Thêm một con gì nữa thôi. Chưa đủ. Quên mất vút bẫy tim băng. Lắc ơi, đừng trưởng góc này nha. Hên quá. Á đù, sao vẫn không kẻ được ta. Nói con lắc cái trưởng góc đúng chuẩn sách giáo khoa luôn mọi người ạ. Sợ thật. Cố lên Jesse, cố lên. Ai đù, vẫn thua kìa. Gớm quá. Ok, 9 hoa kỹ em nhá. Bây giờ mình có 9 hoa kỹ này. 7 hoa kỹ. Warwick nhỉ. Đù má, mình sai lầm cho kia vào rồi. Đù lắc để bên này luôn à. Đù tại sao khi nào nó bắt bên đấy vậy. Ảo thế nhờ. Hên quá, đợt này nó win rồi. Nhưng mà con lắc ảo thật sự mọi người ạ. Nó toàn me con góc của con Victor của mình thôi. Chắc tí mình sẽ để Victor lên sân đầu. Warwick ơi. Không ra Warwick anh em ạ.
nhiều đồ quá, mình toàn lắp trang bị random mọi người. Kệ, chắc mình sẽ lấy con Zumi đi để nó bút giáp một lượng giáp ảo nho nhỏ để cho con Victor nó có thể chống chịu được. Hoa kỹ mọi người, hoa kỹ. Ok, giờ cho 9 hoa kỹ này. Khỏe quá. Chết rồi. Đù, nó không nhận đâu mọi người ơi. Không sao, biết co kẻ được rồi. Một lượng giáp ảo của con Zumi là vừa đủ luôn. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau nhé. Bye bye mọi người, tạm biệt.